Vâng, em xin chào các bác. Đấy. Hôm nay thì em lên tiếp cho các bác thêm một bộ dàn đến ông MS3 nữa để phục vụ các bác là ai đang hỏi bộ này nhá. Thì hôm trước em có đây một bộ thì bộ đấy em bán rồi. Đấy, em cũng xin nói luôn bộ đấy em bán rồi. Và có vài bác liền gọi đến hỏi bộ đấy nhưng mà em đều phải trả lời là anh ấy con em bán rồi và sẽ có bộ khác nó về thì em sẽ quay lên cho các anh sau. Đấy thì lần đây em có bộ đấy nó về một phát em phải quay lên luôn cho các bác đây nhá. Đấy, bác nào đang có nhu cầu mua bộ này liên hệ ngay cho bên em nhá. Không lại hết hàng mất. Có bác đang hẹn ở trên đang hẹn qua cửa hàng nhưng không biết có qua không. Hôm sáng chiều nay vừa gọi bảo là chiều em qua mà cũng chưa thấy anh ấy qua. Để đến ông MS3 đây nhá. Đấy, bộ này thì nhìn chung là nó còn đẹp. Tất nhiên đây là hàng bãi nha, nó sẽ có một vài vết nội bên kia một xíu. Như ở đây nó hơi bị rộp xi một tí này. Thì cái này sẽ xử lý đơn giản thôi nhá. Cái này xử lý đơn giản đây. Thế thì bẩn bỏ cái này ra xong rồi là ấn lại cái này vào là được. Đến đâu ngày đôi khi là thời tiết nó nóng ấy, nó bị rộp lên thôi. Thì cái này xử lý được nha các bác nhá. Bỏ ra xong rồi là mình lấy cây máy sấy một tí cho nó nóng lên nên là nó mềm ra một phát là mình ấn tay vào một phát là được nhá. Kết hợp thêm mấy cho một tí 502 hoặc là keo con chó vào nhá. Thế thì thôi, là nói chung là cái này thì là em sẽ xử lý sau cho các bác nhé, còn bây giờ em cứ quay cho các bác đã. Đấy nhá. Đây loa về là đẹp như các bác nha, góc cạnh này. Đây ở đây có một tí xước sát nhé, nói chung là không tránh được vì đây là hàng bãi. Đấy, đền ông MS3. À, MS3 đây, loa MS3 đây nhá, cái càng loa đây. Đấy. Bộ này chạy full chức năng. Đấy. Kết nối được điện thoại máy tính qua đường dây AV, kết nối đường quang TV và có cả đường USB sau cạc để kết nối sau cạc máy tính. Và em đang dùng là đường USB này. Đấy, đấy nhá. Đường này là đường USB nha. Cái đường này là đường gọi đường sao cạc đặc biệt cho máy tính. Và khi mình cắm qua cái đường này thì là tiếng sẽ hay hơn so với cả cắm đường tai phone thông thường nhá. Ước mơ vẫn chờ. Đấy, con MS3 này thì mặt cũng đẹp hơn con hôm trước. Đấy, con hôm trước là bị cấn dây một tí này. Còn con này nó đẹp bình vàng luôn, có thể không? Đấy nhá. Người chờ người đi ai không thương mà không nhớ. Trời càng về khuya đêm. Bộ dàn này sẽ có chỉnh hóa tách mặt máy luôn này, ấn tông này, ta bát này mình xoay nút này để tăng, xoay nút này để giảm, ấn lần nữa ta chép, thích nhiều tép tăng lên, ít tép tăng về, ấn tông lần nữa và lần nữa ra SDB, thích nghe nhiều bát tép để on nhé. Đấy, những cái dòng này thì cần nhiều bát tép chẳng hạn để on này. Đấy, tiếng bát nó cũng sâu xuống hơn, các bạn thấy không? Đấy nha, bác nào cần test cái sau cạc em test đầu tiên đi rồi chạy ok nhá. Đây còn ví dụ như là muốn nghe nhạc từ các cái đường khác sang này thì mình sẽ đây chắc thế này, mình muốn nghe từ đường tai phone điện thoại ra để thì mình sẽ cắm đằng sau nhá. Đây em đang cắm là đường CR in thì em phải chuyển đường CR in nhá. CR in này. Ấn input này, nai này, ấn nai và chuyển nó sang đường vào có tên là chữ CDR. Đấy. Đấy, nó sẽ có tiếng ra các bạn nhé. Đấy các bác có thể thấy là nghe qua cái đường đường tai phone thì là tiếng của nó sẽ không đậm đà như cái con đường USB vừa rồi đúng không? Đấy, thì bác nào mà có laptop thì đây sẽ là một lợi thế cho các bác khi nghe nhạc ở trên máy tính và điện thoại trên máy tính nhá. Đường tàu còn đây ta đã xa xa nhau rồi. CD này. Người đi ai không thương mà không nhớ. CD này thì là em cũng xin nói luôn em test thêm em không có bao chạy đĩa nhá. Thì cái này là em test thêm cho bác nào cần kiểu full chức năng thôi.
Còn cái mắt đĩa này thì là nó cũng đã có một thời gian dài được sử dụng bên kia rồi, tuổi thọ nó cũng đã có một sự hao mòn nhất định rồi. Đấy, về đến đây thì mình dùng đến khi nào nó hỏng thì bỏ thôi. Đấy, còn sau này mắt nó chết hẳn rồi thì mình có thể là mang đi thợ người ta thay mắt chọn được nhá. Các cái mắt này nó có để thay đấy. Em nhớ không nhầm thì mắt này là mắt 213. Và ngày xưa em có đi thay cho vài anh khách đấy. Mang ra cho canh thợ canh đấy mắt về trong anh thay cho thì mất khoảng 250 như đấy. Ok nhá, đĩa chạy này. Đây đường quang thì đây. Lại phải trả lại cái đĩa không, đây. Thì đường quang đây các anh ấn nút này và chuyển nó sang đường vào là đường OBT nhá. Sẽ có tiếng này. Đấy. Đấy, như vậy là con này là chạy cả CD cả điện thoại đường USB sau cạc và đường quang thì hết nhá. Mỗi trái tim xanh đã trao về người. Bộ này thì là đường kính nó bát khoảng 10, chiều ngang đôi 4, khoảng 5253, chiều cao khoảng 27, sâu 33 và công suất mỗi loa là 50W nhé. Vậy là tổng cả đôi là khoảng 100W bộ dàn này. Đấy, những cái bộ đồng bộ như này thì nó được một cái khá là nhàn đấy, là mình không phải nghĩ xem mà nó có hợp hay không, bởi vì là nhà sản xuất đã tính toán hết cho mình rồi, mình chỉ việc về cắm máy tính là dùng thôi nhá, cắm lên là dùng thôi, bật điện là dùng thôi. Đấy nhá, Denon MS3 ở đây giá bộ này đúng ra những bộ này hàng đẹp hơn là phải giá cao hơn nhá, là 2,7-2,6 nhá. Thôi em vẫn sẽ để cho các bác giá 2,5 triệu. Bác nào mua hệ ngay cho bên em theo số điện thoại là 0979 891 682 hoặc là 0966 594 581 cho em nhé. Em xin chào các bác và xin gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo của bên em nhé. Vâng.